Chào buổi sáng các bạn. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ đi tiếp về từ từ Vĩnh Hy đi về Sài Gòn theo cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, thì lại tiếp tục có bạn trợ lý Kiki cùng đồng hành. Bây giờ tới bãi thùng tắm biển cái đó, bãi Bình Tiên. Chỗ bãi Tiên thì chỗ có một cái công ty họ thầu xây dựng rồi, nên cũng sân góp nên cũng không còn vắng vẻ đẹp như trước. Rồi cái bãi chỗ bãi biển Bình Hưng thì cũng cũng đông đúc, nên bây giờ sẽ đi chỉ còn bãi thùng, chỉ có đi bộ xuống xíu thôi. Rồi hỏi Kiki chỉ đường coi, chỉ đường về bãi thùng. Để xem, đang chỉ đường đến bãi thùng. Tiện quá, đỡ phải nhìn bản đồ để coi đường đúng bãi thùng không. Đó, bãi thùng nha. Rồi chính xác luôn, xịn quá Kiki ơi. Rồi lên đường, giờ chỉ mở lên rồi chạy thôi. Đây là dọc đường Vĩnh Hy, trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Bên trái các bạn là đảo Bình Hưng. Bình Hưng thì giờ có mấy nhà bè vẫn còn du lịch được, còn Bình Ba là hết cho làm du lịch rồi, do an ninh quốc phòng, tại vì nó sát quân cảng Cam Ranh. Đó, nhìn vô là thấy quân cảng Cam Ranh hết. Mình đang Vĩnh Hy, một cái chỗ rất là yêu thích của tất cả mọi người. Thì bây giờ mình tới kia sẽ có một cái chỗ ngắm cảnh nhìn ra đảo Bình Hưng, cũng khá nhiều xe du lịch. Thì ở đây các bạn đi chơi ra tới thường sẽ ra Vĩnh Hy, thì hoặc là thuê xe đi từ đi thuê tàu đáy kích để đi ngắm biển, đi ra các bãi biển, các đi bơi. Không thì có thể thuê xe từ Phan Rang rồi chạy một vòng Vĩnh Hy rồi về Phan Rang cũng được. Chẳng hạn như ở đây có một cái chỗ ngắm cảnh nè, có chiếc xe du lịch bán nước rồi bán tải luôn nè, để vô cho bà con ngắm cảnh chơi. Đây đó, đẹp chưa? Đó, đảo Bình Hưng, phía xa là Bình Cam Ranh. Nhà bè, ra nhà bè có ghe chở ra ngồi ăn giữa biển khơi cũng được. Đây, bán đảo Vĩnh Hy, đảo Bình Tiên. Đấy, rồi mấy cái nhà bè bà con lên đây ăn uống cũng được, nước xanh đẹp dễ sợ không, quá yêu luôn. Cùng đúng là còn hội danh cung đường biển đẹp nhất Việt Nam các bạn. Một góc bãi thùng, chỗ này đang có một cái dự án resort mà thấy giống bỏ hoang cũng lâu rồi. Kia có mấy cái nhà nằm trên làm như là nhà của ngoại tinh của trong phim Bãi Biển Ngọc Rồng vậy. Đây có một cái bãi biển riêng cho mình luôn, nước rất là sạch, nằm góc trong cái một cái góc vịnh nhỏ gần bãi thùng, quá yêu. Bãi biển bí mật, nay mới tắm thử bãi này. Mình đang ở vịnh Vĩnh Hy các bạn. Phía sau bên tay trái mình một cái vịnh biển ở Ninh Thuận rất là hay. Thì đến đây thì các bạn có thể dùng Kiki để các bạn hỏi thông tin về một số cái điểm tham quan, ví dụ như để có thêm thông tin thì rất là tiện ích luôn. Ví dụ mình test thử cái trợ lý Kiki cho bạn nha. Giá tàu lặn ngắm san hô ở vịnh Vĩnh Hy. Theo báo Tuổi Trẻ, theo anh Hồng, phổ biến nhất để tham quan vịnh Vĩnh Hy là thuê tàu đáy kính ngắm san hô tắm biển với giá từ 100.000 đồng tới 2 triệu đồng mỗi khách, tùy theo việc đi riêng hay theo đoàn. Ok, đó thì có rất là nhiều cái sự giúp, rất là nhiều cái tính năng hữu ích của Kiki. Kể thông tin về vườn quốc gia núi Chúa Ninh Thuận. Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, vườn quốc gia núi Chúa ở Ninh Thuận được thành lập vào năm 2003. Theo thông tin giới thiệu đơn vị, vườn nằm trên địa bàn hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, diện tích gần 29.900 ha, trong đó phần đất liền hơn 22.500 ha, phần biển gần 7.400 ha. Các bạn có thể hỏi Kiki để tìm hiểu thông tin thêm về các điểm trên đường. Chẳng hạn như đây là mình đang dùng núi Chúa Ninh Thuận, hồi xưa cũng hay leo núi. Thì các bạn nào tới Vĩnh Hy, nếu như tắm biển xong muốn đi thêm núi, hoặc là các bạn nào ra đây nhưng mà lại không thích biển muốn đi chơi núi, thì có thể ghé vườn quốc gia núi Chúa Ninh Thuận liên hệ mấy anh Kiểm Lâm ở vườn quốc gia, thì book cái tour đi trekking sâu vào trong, cũng có nhiều cái suối nhỏ nhỏ nước ngọt, rồi xong rồi xuống biển đi cả ngày tắm rồi xuống biển là tuyệt vời luôn.
Thì đợt trước mấy cái tập trước các bạn nhiều bạn cũng thấy quan tâm, thì các bạn cứ tải thử đi, có gì chia sẻ thêm rồi cái link ví dụ hướng dẫn tải mình có để ở dưới đó, cho mọi người thử. Màn hình zin hoặc là của xe, hoặc là màn hình mấy cái Android, màn hình Android hoặc là Apple CarPlay vẫn có thể dùng được. Nhưng mà nếu như những có những màn hình kiểu GoTech hoặc là JetTech thì nó sẽ hỗ trợ, sẽ full được tính năng. Thì tính năng ví dụ như hỏi vận tốc, cảnh báo tốc độ, hoặc là hỏi về tra cứu phạt nguội, thì cái đó cũng đang thử nghiệm. Đây là điểm du lịch Dưỡng Gia Núi Chúa đây. Đây là mình đang trên đường đi lên cái tháp Chăm, thì sẽ đi qua một cái khu nhà có rất là nhiều cái hình ảnh chú thích ở đây. Một cái điểm rất là hay mà các bạn không thể bỏ qua khi đến Phan Rang, đó là các bạn thích về lịch sử và văn hóa của người Chăm, thì di tích đây cũng được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, cũng như là cái lễ hội cà tê của người Chăm cũng được danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thì các bạn có dịp đi lễ hội cà tê chơi. Đây, trong đây cũng có nhiều chỗ bán đồ lưu niệm rồi tham quan một số cái hình ảnh đây của lễ hội cà tê tổ chức ở Bắc Luân Sarai. Đây, ở ngoài rất là nắng, cứ đi ở giữa tại vùng Ninh Thuận đầy nắng và gió quanh năm. Đây có một số hình ảnh như những chiếc xe kéo những cái chum, rồi đây trang phục của người Chăm, váy trắng, đây là y phục của ông Dữ Đập cái gia anh vua của Nút, ông Dữ Đền. Đây, hình ảnh một số cái hiện vật đây mới nhìn tưởng người, nhưng mà làm cái mô hình thôi. Đây, cái lễ hội chơi đàn, đàn này đàn giống đàn nhị ha, đàn còn. Đây là linh ga với Uni, đây hai cái linh vật mà các bạn hay thấy ở những cái tháp Chăm. Lễ hội cà tê đây, đoàn rước Phố Luân Sarai. Đây vài bước chân thì các bạn sẽ đi qua tới cái cổng, còn có cụm ba tháp là tháp chính, tháp tháp cổng với tháp đền hả. Bên hai bên có hai hàng hoa giấy rất là xinh. Cái này của vua Phố Luân Sarai, hồi xưa là cái tháp nằm trên cái đầm trầu ở Phan Rang. Mình không nhớ cái lịch sử nhưng mà có câu chuyện, nhớ câu chuyện là cái tháp này thật ra xây lên xong cái quân Simla qua đánh, hai bên đánh hoài không thắng, thì bây giờ cuối cùng là ai xây cái tháp nhanh hơn thì sẽ chiến thắng. Thì cuối cùng vua Phố Luân Sarai xây cái tháp này trước. Lễ hội cà tê hàng năm sẽ được tổ chức ở đây, dân hương lên lễ tắm tượng, lễ thay trang phục cho tượng, cầu khấn. Vâng, chỗ này chụp hình là nó hàng hoa giấy mà cái cổng tháp là bao đẹp luôn. Đi một vòng tháp cho các bạn xem. Đây đây là nhớ bên Campuchia. Cấm leo trên thân tháp, để đứng ở dưới thôi. Đây có bảng nè, không có leo lên cái thân. Ở trong không có gì hết. Đây là mấy cái tháp tháp cổng, không phải là tháp chính. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm bên dưới, phía xa có cao ốc đầu tiên kìa, núi non. Tí có thể là chạy dọc theo đây đi ra bên cái khu chạy dọc biển tiếp đường tuần tra ven biển. Đây là tháp Bốc Long Gia Rai, nằm trên trục đường từ đèo Ngoạn Mục, rất là gần Phan Rang, cách khoảng 5 cây số thôi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp về La Ghi, tối nay có hẹn với vài anh em ở đó, đi ngang qua bên Bình Thuận. Mình sẽ đi dọc đường Bầu Trắng rồi đi ngang Mũi Né, Cây Gà, La Ghi cũng còn khá xa mà giờ đã 2 giờ chiều rồi, lang thang quá. Kiki chỉ đường tiếp thôi. Kiki ơi, chỉ đường về La Ghi. Đi nào. Đang chỉ đường đến La Ghi. Xin cảm ơn. Album nhạc Dance Remix. Dance Remix không chịu. Dubstep mới chịu. Lên, quẩy đi. Trời còn trẻ, xăng thì không rẻ nhưng mà cứ quẩy thôi. Mình xin ra từ đâu.
là trạm thu phí Cà Ná. Nếu các bạn đi đường Mũi Dinh sẽ có hai đường từ Phan Rang, một là đi đường ven biển rất là xinh, cũng giống như cái kiểu đường Vĩnh Hy vậy đó, 35.000. Còn nếu không thì các bạn đi đường này, đi đường quốc lộ 1A thì buổi trưa đoạn này cũng khá là vắng, đường đẹp, có xe gió đồ ngắm cảnh chơi cũng được. Còn đi đường kia thì vòng vèo hơn, nhưng mà lâu lâu cũng có đá rơi cũng nên cẩn thận. Đi xíu nữa là tới bãi biển Cà Ná, rồi tới Tuy Phong, rồi đi về tới Phan Thiết. Vườn nho Thái An ở Ninh Thuận. Đang chỉ đường đến thăm vườn nho Thái An ở Ninh Thuận. Ở đây thì đây là tới khu vườn nho đây. Để giờ thí dụ họ giá nho thử coi nha, test thử coi. Đây là chỉ được. Sẽ có một cái khu là mấy cái vườn nho sắp bên rồi. Tham quan vườn nho. Nho xanh là 70 một ký, nho đỏ là 50 một ký, nay có thêm mứt nho rồi xí muội rồi ra ngoài mấy cái sản phẩm như là rượu nho rồi nho khô vân vân. Bà con vô đây đứa nào cao quá thì phải cúi đầu, còn tôi cũng hơi lùn nhưng mà vẫn phải cúi đầu. Đây nho xanh, cái này các bạn nhớ vô mấy vườn nho là đừng có hái trái lẻ, hư cái chùm của người ta, theo thích chùm nào thì cắt luôn chùm đó về tính tiền. Nay nho đỏ cũng chưa có chín hẳn nè, cũng còn sơ sơ. Này cũng chưa có chín. Nho xanh thì cái vườn dưới đây. Này mình hay ghé chỗ Lan Phượng, chỗ khách mối. Bao năm vẫn hộp giá cũ. Ưu tiên nhiều khi tặng thêm, lần nào mua cũng được tặng thêm mấy chùm. Rồi bữa chẩn mini vô đây chạy nhông 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 quá trời. Chạy kiếm rượt mệt luôn. Nho chín mọng, tươi ngon. Rất là nhiều. Giờ đây chị em chụp hình sống ảo cũng thích. Chùm này bé. Đây, chùm này trái to nè. Quá xịn, mua ủng hộ bà con nông dân. Ở đây, đây là bảng giá các sản phẩm giá trị gia tăng. Làm từ nho. Siro nho 80.000 chai, rượu 70. Rong biển 60. Đây là rượu nho. Rồi mứt nho. Đây là hành luôn nè. Thấy không chị? Hành tím, hành trắng, muối khô, nhiều sản vật mua ủng hộ bà con. Đẹp trai sẽ được giảm giá. Nếu không tắm có chết không? Loài dân không tắm không khiến bạn tử vong. Nhưng xét về mặt y học, những loài vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong quá trình nhịn tắm lâu dài có thể gây những bệnh chết người như tả, chết lị, uốn ván. Nghe chưa các bạn? Mình tiếp tục đi theo cung đường từ Hòa Thắng, tức là từ Bầu Trắng đi về Mũi Né, rồi đi tiếp về Phan Thiết, rồi về Ghe Ga, xong rồi về La Ghi. Cung đường này thì các bạn trong Nam thì quá quen rồi, không có gì phải chia sẻ nhiều thêm. Thì đường này thì đi cả ô tô, xe máy, xe đạp đều thích. Nay thì khách Tây nhiều rồi nè, nhiều anh chàng thuê xe chạy từ Mũi Né hoặc là từ Phan Thiết đi lên Bầu Trắng chơi tắm biển. Nay chiều thì nắng chiếu thẳng vô mắt nên các bạn chú ý này mang kiếm mát là tắm cho nắng để đỡ buồn ngủ, đỡ bị nắng rọi vô mặt. Chỉ có một đoạn thì chỗ khu dân cư thì chú là giảm tốc độ chạy vừa thôi. Này, các bạn ơi, còn 30 phút nữa định tới La Ghi chơi. Chính mấy anh em bận rồi nên nay ngủ ở Kê Ga. Đến chỗ một cái nhà nghỉ chiêu chiêu gì homestay á, nhưng mà phải đến quán Phú Hiển rẽ vô đường hơi xấu. Kiki giúp tôi chỉ đường đến quán Phú Hiển. Đang chỉ đường đến quán Phú Hiển. Đúng không? Quá xịn luôn. 29 phút, 24 cây nữa, chính xác luôn, quá xịn. Mở nhạc tôi Trấn Phong. Trấn Phong ơi, mở hát cho em nghe để em chạy. Đang mở album những bài hát hay nhất của tôi Trấn Phong. Xịn. Get go.
ra ghi, nhưng mà cuối cùng mở kia ra. Đây đặc sản xíu, mực này, mực nhỏ, mực vừa qua này, không có rút ấy ống ra tại nó ngọt sẵn rồi, nó ngọt luôn rồi. Cá chiên rồi, và phục vụ dân nghệ miễn phí bởi các bà cô miền Tây các bạn nha. Nhạc Vy Hương giờ dễ trời chắc chết. Các bạn bữa tối ngon miệng. Một buổi sáng rất là đẹp trời, sáng định ngắm bình minh mà lại ngủ nướng mệt quá, thì phía xa là hải đăng kê gà của Pháp Xây, hải đăng cổ nhất Việt Nam hơn 100 năm rồi, vẫn còn hoạt động tốt, chỉ có bóng đèn thì được thay bóng công suất lớn tại 100 năm rồi mà, vật liệu từ Pháp trở qua luôn. Đây là hải đăng kê gà nằm trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam từ Phan Thiết, thì các bạn chạy thẳng về theo quốc lộ 1 thì có thể đi vòng xuống hải đăng kê gà, đi ven biển qua rất là nhiều khu resort rồi xuống đây, rồi sau đó có thể đi tiếp về La Ghi, về Vũng Tàu. Tới đây thì tắm biển cũng được mà cũng tương đối không sạch lắm, tại vì đây khu đánh bắt cá ngư dân, thì ngoài xa kia có một cái bãi cát rất là đẹp, nhưng mà các bạn muốn qua hải đăng thì phải đi cái thuyền thúng qua, giá cũng rẻ, đây có dịch vụ hết. Đây là cô hải đăng rồi, cảm ơn các bạn, mời các bạn tiếp tục cùng mình, đồng hành cùng mình với bạn trợ lý Kiki đi tiếp cung đường về La Ghi và đi về Vũng Tàu. Thì hôm nay sẽ đi thử cái mình chưa giờ đi là cái phà biển Cần Giờ, từ Vũng Tàu đi Cần Giờ về Sài Gòn, để né thử coi nó có đi tốc độ thế nào, giá vé bao nhiêu và sẽ đỡ kẹt xe so với quốc lộ 51 sẽ hữu ích như thế nào. Thì giờ nay mới trải nghiệm lên xe. Nếu mà ví dụ cần thêm thông tin gì, ví dụ Kiki không có trả lời trực tiếp, thì các bạn có thể dễ nhất là gì, một cái nguồn thông tin là trên mạng mà để không phải mất tập trung, đó là hỏi YouTube. Ví dụ như mở YouTube hướng dẫn xin visa Mỹ, YouTube những điểm tham quan ở Bình Thuận vân vân, đó là cái kinh nghiệm theo của mình. Tại vì YouTube thì mọi thông tin là cũng đều có trên đó, thì các bạn có thể dùng Kiki, không phải hỏi trực tiếp mà do Kiki như là trợ lý để mở cái YouTube lên mà không cần phải chạm vào màn hình. Thí dụ như giờ mình đang chạy một chiếc Honda Civic nè, ví dụ hỏi Honda Civic review hoặc là điểm tham quan Bình Thuận nha, thử nha. Mở YouTube những điểm tham quan ở tỉnh Bình Thuận. Đang mở những điểm tham quan ở tỉnh Bình Thuận trên YouTube. Đó, thì nó cũng là một cái cách nhanh, thì vừa đi chạy xe vừa nghe nói thôi. Rồi không thì ví dụ hỏi kinh nghiệm xin visa Nhật rồi. Đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tốt Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Mở YouTube kinh nghiệm xin visa du lịch Nhật Bản. Đang mở kinh nghiệm xin visa du lịch Nhật Bản trên YouTube. Đấy, rất là chính xác, ghi âm giọng nói rất là chính xác luôn, hỏi gì là ra đúng cái đó. Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại qua với đây. Kênh YouTube của Việt Nam Booking, và người đồng hành cùng với các bạn trong video ngày hôm nay là Kinh. Và để chúng ta có nhiều cơ hội các bạn, đây nữa các bạn, để trái là các bạn đi về Hậu Tràm, nếu tới đây để trái dòng xoay này thì sẽ đi về Xuyên Mộc, đi về phía Bà Rịa, còn các bạn mà rẽ phải thì đi về xuống nóng Bình Châu. Đường hơi cần tiêu một vài đoạn nhưng cũng ok, đi nhìn sẽ quen. Giờ khi sửa là màu xay lại, mình cũng không có nhớ được hết đường, cứ đúng tốc độ mà chạy thôi. Ở tầm 10. Đây là đi ngang Xuyên Mộc, cũng khá là khô cằn, cũng cây cối nhiều hơn. Thì ở đây cũng nhiều chỗ chơi, có vườn quốc gia, có rừng ở Bình Châu, rồi xuống nóc Bình Châu. Vâng, đi về Hậu Tràm, Hậu Thấp, một số cái khu du lịch. Mình có thể đi về phía Bà Rịa rồi để trái vô, không thì đi tiếp dân biển cũng được, theo, tiếp tục theo khu đường biển trong những Việt Nam. Đường ra chạy về Bà Rịa ghé nhà bạn mình ăn cơm. Đây là trung tâm thành phố Vũng Tàu, ra khu cảng biển, chỗ cảng vụ. Thì đây là đường ra chỗ bến phà đi từ Vũng Tàu qua Cần Giờ. Các bạn cứ hỏi Kiki hoặc là vô Google Maps chạy dọc sát cái bán đảo ở đây, ở ngoài rìa, ở phía tây nam của thành phố Vũng Tàu. Đây là có cái bến phà kìa, đúng không, bến phà Vũng Tàu Cần Giờ, có màu xanh xanh đây. Rồi rẽ phải vào, rẽ phải vào đây, bến phà Vũng Tàu
Cần Giờ. Chạy vô luôn. Đổi giá vé phà. Sao đổi thay đổi giá nữa. Chạy vô đây luôn đúng không? Có ghế ngồi đợi cho hành khách kìa. 2:15, không lẽ là 2 giờ nó chạy rồi, không biết là xe đi vô đường nào, cứ vô thử để hỏi kìa. Chắc đâu mình đi ra ta. Này, mình nãy chạy vô trong rồi mới đi ra mua vé. Đây là bến phà của tàu Cần Giờ. Thì vé xe sedan là 350, tính luôn tài xế. Còn nếu như mình đi 2 người nữa là phải mua cho 2 vé, 2 người nữa là xe. Có nghĩa là mua 1 vé cho xe kèm tài xế, rồi mua thêm 2 vé cho 2 người cho 1 chiếc sedan 3 chỗ. Thì giá vé tổng là 490, còn có 350 vé xe. Đây, để mình quay lại cho bạn xem. 350 là giá xe sedan. Đây, giá xe ô tô sedan 4 chỗ là 350. Rồi 2 hành khách 70, 2 người là 140. 140 với 350 là 490. Còn một số xe máy là 50.000 đây. Hành khách 70, xe máy là 50. Xe sedan là 350, 12 chỗ 450, 17, 25 chỗ 600, 800 xe tải luôn. Xe tải được tới 5 tấn và trên 8 tấn là 1 triệu đồng một xe. Đó. Nằm trong khu của cảng vụ đường thủy nội địa. Đây là có khu xe máy, các bạn vô đây đợi cho nó mát. Ô tô đổ ngoài thì anh bảo vệ chỉ kiếm chỗ nào mát chui vô đây, núp vô gốc cây. Đây có cây xăng luôn. Xong rồi bến phà như cũ thôi, xe xuống rồi xe lên, chạy qua tới bên Cần Giờ, nằm tuốt bên kia. Đi khoảng 1 tiếng tới Cần Giờ rồi chạy xíu nữa là tới tới Sài Gòn, tới trung tâm thành phố luôn. Phà bên đầu bên Cần Giờ giờ mới hạ cánh, vừa mới đáp xuống Vũng Tàu. Giờ cho xe ra trước. Phà thấy nhỏ mà cũng chở được khá nhiều ô tô nè. Đây. Rồi xe có mấy anh chàng Tây đi chơi du lịch kìa. Tơi xe này chắc biển số anh em nước ngoài luôn. Chắc chạy ra ngoài Mũi Né chơi. Xong rồi đợi xe xuống hết rồi mình sẽ chạy lên. Về Vũng Tàu. Lên phà, đưa vé cho anh chàng kiểm soát vé. Tổng vé là 490 cho một xe kèm một tài xế với thêm 2 người phụ nữa là hết 490. Nếu xe to hơn, xe sedan, bán tải hay là xe tải có giá cao hơn một chút. Fast ferry luôn này, quá tiện các bạn. Lên này về là wow, phía sau rất dài quá nè. Nhìn từ trước thấy tưởng nhỏ, chở xe mà về chở được một người khách lên luôn. Này xe đan gầm thấp lên đây thôi, chậm chậm thôi để dần. Là bãi xe thì đổ ở ngoài, còn các bạn trong hầm trong đây là để xe máy. Xe máy để ra đây, có một số ghế ngồi ở đây, khách thì đi lên trên. Ở đây có toilet luôn, đây trong có máy lạnh luôn. Khách đi lên đây tầng 2 có thể ra ngoài có view ngắm cảnh kìa, rất là rộng, cũng ít khách người. Đây có máy lạnh, ghế có 2 vị khách Tây người Hàn Quốc. Còn vô đây là khoang lái của thuyền trưởng trong đây. Còn đây thì đi lên mui nữa nhưng mà không có cho lên, lên trên ngắm cảnh nè, nhưng mà giăng dây rồi. 70.000 một người cho hành khách cũng được, xe máy là 50.000. Chắc cả hai là 120 quá. Đây buồng lái của thuyền trưởng Đào Thạnh Thới, không biết có ghé xã đảo An Thạnh không. Đây là cảng biển Vũng Tàu, khu nhà máy đóng tàu. Làm nhớ đợt này năm ngoái cũng chuẩn bị đi Trường Sa đây. Lên trên tạm biệt thành phố Vũng Tàu. Bắt đầu chạy về Cần Giờ. 3:06 để coi tí là mấy phút là tới. Tốc độ khá cao. Rồi chắc đi tiếng máy mà này tàu nhanh, phà nhanh. Chạy khá mượt. Gió mát ghê.
chút là đã đến Cần Giờ nè các bạn, chúng tàu ở phía xa kia đây. Rồi đây là tàu của biên phòng, có gắn súng bọc kính lại. Còn biên phòng nước Cần Giờ, nó giữ với công ty Cần Giờ. Tới đây là tới thị trấn Cần Thạnh, chạy 40 cây nữa tới bến phà, là đi một chuyến phà Bình Khánh, đó là về tới trung tâm rồi, tới quận 7. 350.000 cho sedan, đỡ bù lại tiền xăng dầu, ao mòn xe với cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó, quan trọng nhất là đỡ kẹt xe. Đó là mấy chú xe ôm đứng đợi khách rồi. Chạy thẳng về trung tâm thành phố rất là nhanh, đi có gần 40 phút là tới rồi, chính xác là khoảng 35 phút đã tới rồi, quá lẹ. 350.000 cho một chiếc sedan, 70.000 cho người. Còn nếu bạn nào đi một mình một xe thì không có tính theo người, tại vì mỗi xe được thêm một tài xế. Ok, hello Cần Giờ, ở đây cho chạy 50 thôi nha. Đó, chạy qua khỏi trung tâm là tới khu rừng sát, khu dự trữ sinh quyển, lá phổi của Sài Gòn. Tới phà Bình Khánh, nay bắt đầu xài thẻ từ rồi các bạn, không có dùng giấy nữa. Giá xe, các bạn đi phà biển cao tốc từ Vũng Tàu về Cần Giờ, đi qua đường đường sát là tới đây, đi qua một chuyến phà nữa, mốt phà này xây nữa là ngon lành luôn. Lại tiếp tục lên phà các bạn ơi, đây là phà Bình Khánh, bên kia đó là Sài Gòn, quận 7, Nhà Bè, Bình Loan. Này sông cũng khá ngắn và cũng nhiều nên đợi không có lâu lắm, trừ những ngày lễ Tết. Giá vé 23-24 ngàn. Lên phà. Rồi, để kết thúc chuyến đi, mình sẽ mở bài Trở Về Của Bức Tường, nhờ Kiki trợ giúp lần cuối. Rồi sau đó qua hẹn các bạn ở những vlog kế. Mở bài Trở Về Của Bức Tường. Đang mở bài hát Trở Về Của Bức Tường. Thời sinh viên và mãi tới tận bây giờ.